Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học về kết cấu thứ 19. Kết cấu thứ 19 này là kết cấu bao vây tả tam các bạn nhé. Đấy. Bao vây tả tam. Nó sẽ bao vây bên trên, trái và dưới. Vì nó là bao vây tả, tả là bên tay trái. Tam ở đây nghĩa là 3 phần 1 2 3, đúng không ạ? Đây là mình sẽ viết cái hình kết cấu này nhá. Các bạn xem này. Nhận dạng kết cấu này nó sẽ bao vây bên trên này, bên dưới này. Đây bên tay trái và bên tay phải này nhá. Mà cuối cùng là ở trong nó sẽ là một bộ thủ. Đấy. Thì các bạn nhớ là bộ phía bên trong sẽ được viết nhỏ gọn nhé. Nhỏ gọn như thế này thôi. Bộ phía bên ngoài sẽ được viết to hơn một chút. Cách viết chuẩn ở đây mình sẽ sử dụng con dấu. Đấy. Thì thường thường ấy thì là cái kết cấu này nó sẽ thuộc về những cái bộ thủ, ví dụ như là bộ phương, bộ hệ như này. Đấy. Góc độ này từ 90 tới 100 độ tùy theo cấu tạo của chữ Hán các bạn nhé. Thế thì bây giờ mình viết cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ viết một số những cái chữ Hán mà thường xuyên sử dụng tới này. Đấy. Các bạn nhớ này. Cái góc độ phía bên trong này nhá, nó sẽ tùy theo cấu tạo của cái bộ phía bên trong này xem nó chiếm diện tích về chiều ngang, hay là nếu mà chiều rộng thì các bạn sẽ phải mở rộng cái góc độ của nó ra, đừng để nó bị chạm với lại cái thành của cái thép cập này nhá. Tiếp theo một số những cái chữ Hán nữa mà mình viết cho các bạn xem này. Đây, bây giờ mình sẽ viết ví dụ như là trong nó có bộ thủy mũi tên này. Đấy. Thì ở đây các bạn phải kéo dài xuống phía dưới như này. Đó, xong các bạn cập ra như này. Thì nó mới đỡ cho được cho cái bộ phía bên trong, vì bộ bên trong nó có cái nét sụp phẩy như này. Sụp phía dưới này này. Đấy. Các bạn nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại này. Với cái kết cấu này thường thường nó sẽ xuất hiện trong hai bộ này thôi, phương và hệ. Đấy. Vì nó che phía bên trên mà. Và nó lại có một cái sự liên kết ở xuống phía dưới này nữa. Và đây là một bộ thủ. Hoặc nhiều khi nó cũng sẽ là có một cái nét ngang thành ngang với bên trên, và ở dưới nó sẽ có một cái gọi là nét sổ gập xuống bên dưới để nó che. Chủ yếu đây chỉ đây là nét sổ gập. Đấy. Còn tại vì nó phải ôm với một bộ phía bên trong nữa cơ mà. Chứ nó có phải là nó chỉ đơn thuần ví dụ như thế này. Mà nó đặt nét phải gập như này. Chấm. Thì đây nó cũng không phải là thuộc về cái kết cấu của bao vây tả tam. Vì bên trong nó không có nét nào. Đây là nét chấm, nó chỉ có sự liên kết với cái nét phải gập này thôi, chứ nó cũng không phải là phải kết cấu đấy. Đấy. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé. Ở đây nó chỉ nhắc tới hai bộ này thôi là chủ yếu. Và cái kết cấu này là chúng ta học sẽ mang tính chất tham khảo thêm.